cha đu 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 có mọc cha đu 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 mình sẽ bơi đu 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 mình sẽ bơi. Cho ngày
hãy mang ủng và đi chơi thôi. Một ngày thật tuyệt để mang ô, hãy ra ngoài chơi thôi. Mưa à, hãy ở lại chơi nô đùa dưới cơn mưa rào. Chúng mình cùng múa ca tưng bừng, hãy cứ mưa đi nào. Mưa à, hãy ở lại chơi nô đùa dưới cơn mưa rào. Chúng mình cùng múa ca tưng bừng, hãy cứ mưa đi nào. Thật nhiều bong bóng, mình thấy tâm thật tuyệt, còn bạn thì sao? Vui thật vui khi tắm cùng nhau, chúng ta cùng làm bồn đầy nước. Nhớ rằng phải tạo bọt đầy bồn tắm. Bong bóng xà phòng làm mình cười thật tươi. Ta cùng nhau tắm thỏa thích, bánh xà phòng và cùng ta thật nhiều bông bông. Mình thấy tâm thật tuyệt, còn bạn thì sao? Vui thật vui tắm cùng nhau, nhìn xem cá bón của mình toàn đồ chơi. Chúng thật ngầu và mình rất thích, nghịch bông bông và tạt ngớt, ôi tuyệt vời. Bánh xà phòng và cùng tạo thật nhiều bong bóng. Mình thấy tắm thật tuyệt, còn bạn thì sao? Thật sạch sẽ khi tắm xong, chúng ta sẽ tắm thật sạch sẽ, vệ sinh cho thật sạch và cùng cọ rửa. Rửa mặt nào, cùng rửa thật sạch. Tuyệt vời khi được đi tắm cùng với bánh xà phòng và cùng ta thật nhiều bong bóng. Mình thấy tắm thật tuyệt, còn bạn thì sao? Ta cùng nhau tắm và thích, mình rất thích khi đến giờ đi tắm. Lấy dầu gội cùng gội đâu thôi, xoa thật đều đến khi thật sạch. Giờ ta tắm cùng nhau, mình rất thích khi đến giờ đi tắm cùng với bánh xà phòng và cùng ta thật nhiều bong bóng. Mình thấy tắm thật tuyệt, còn bạn thì sao? Ta cùng nhau tắm rất vui, cơ chúng ta đã sạch và thơm tho. Đã đến lúc rời bồn và cùng lau khô. Chúng mình cũng rất yêu tắm rửa. Trên bạt lò xo nhẹ nhọt, một bị ngã và đầu bị thương. Giờ bố gọi bác sĩ, ông ấy nói để
Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O, và trong đây có nhiều những con bò E-I-E-I-O. Kìa đây mu mu, và ở kia mu mu, đây nghe mu, kia nghe mu, mọi người nghe mu. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Oh. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O, và trong đây có nhiều những con cừu E-I-E-I-O. Kìa đây ba ba, và ở kia ba ba, đây nghe ba, kia nghe ba, mọi người nghe ba. Ông McDonald có một trang trại E-I-E-I-O. Huh?
ơi, này con ơi, đừng chi ăn thức ăn nhanh. Chúng có thể ngon nhưng không tốt đâu con, khi con ăn nhiều. Đây là cách ta ăn. Sao cũng ngon và có nhiều dinh dưỡng. Và trái cây cũng thật ngon. Bữa tối giấc cả nhà mình quây quần. Có những món ăn dinh dưỡng, ta yêu giờ ăn tối. Dạo bên bờ biển và bố thấy gì đây? Một chú ốc đang ngọ nguậy trước mặt bố. Chú chẳng có tay và cũng chẳng có chân. Vâng, chú ốc giờ đang trườn đi kìa. Được đi dạo bên bờ biển và mẹ thấy gì đây? Một chú rùa đập đập chân trước mặt mẹ. Chú mang nhà của chú ở trên lưng. Chú rùa đập đập chân. Được đi dạo bên bờ biển và bố thấy gì đây? Một chú cua kẹp kẹp càng trước mặt bố. Chú có tần tăng chân và hai cái càng to. Vâng, chú cua đang kẹp kẹp càng. Được đi dạo bên bờ biển và mẹ thấy gì đây? Một chú sao Vin đang vẫy cánh tay với mẹ. Chú có tận năm cánh, chú là gì đây? Tăng chân ra biển giờ đang vẫy tay chào. Được đi dạo bên bờ biển và bố thấy gì đây? Một chú cá hề bơi trước mặt bố. Chú có sọc trên thân và bơi rất nhanh. Vâng, chú cá hề đang bơi rất nhanh. Được đi dạo bên bờ biển và mẹ thấy gì đây? Đang trốn ở trong cát vàng trước mắt mẹ. Mở và đóng vỏ chú là gì đây? Đó là chú sò đang mở đóng vỏ. Có nhiều loài động vật đang sống ở dưới biển. Đã có bao nhiêu loài động vật bán nước hay. Chúng ta thích một ngày ở bãi biển. Bao nhiêu loài động vật bạn thấy được? Màu vàng còn trái này màu xanh. Hãy cùng nhau lắc cây xoài. Lắc, lắc.
lắc cùng lắc cây xoài. Lắc cây xoài, lắc lắc hay lắc cây xoài. Nào mình cùng lắc cây xoài, lắc lắc hay lắc cây xoài. Xoài nhiều dinh dưỡng và tốt cho sức khỏe. Hãy cùng nhau lắc cây xoài, lắc 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 cùng lắc cây xoài. Nào mình cùng lắc cây xoài, lắc lắc hay lắc cây xoài. Nào mình cùng lắc cây xoài. Lắc lắc hay lắc cây xoài, một trái cho bạn và một trái cho mình. Hãy cùng nhau lắc cây xoài, lắc 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 cùng lắc cây xoài. Đàn ông có một chú cuốn con, đặt tên chú cuốn thế nào? B-I-N-G-O, B-I-N-G-O, B-I-N-G-O. Vâng, bingo là tên chú. Một chú cuốn con thích bánh kẹo và bingo là tên chú cuốn. Ôi, I-N-G-O, 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 bingo là tên chú. Một bé trai có một chú cún con và bingo là tên chú cún ơi. N-G-O, N-G-O, N-G-O và bingo là tên chú. Đàn ông có một chú cuốn con và bingo là tên chú cuốn ôi. Oh, 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 bingo là tên chú. Oops, oh no. Một chú cuốn con có một ngôi nhà và bingo là tên chú cuốn ôi. Bingo. Bạn muốn đi xe.